để am hiểu cả một đội ngũ phát triển phần mềm visa cho em 130 người chuyên làm sản phẩm chuyên ngồi là chỉ có đội phần mềm ấy. Đấy, còn cả team visa thì gần 700 người. Thế để đội ngũ 130 người đấy làm việc bằng am hiểu thì rất cần phải có cái cỗ máy, có một cái động cơ đi đầu để chính là đội VA, là những người sẽ đi hiểu, đi phân tích, đi tìm hiểu xem là khách hàng của mình là ai trong một cái sản phẩm mới của công ty phát triển. Những người sử dụng đáng sẽ là cụ thể là những ai, họ có đặc điểm như thế nào về mặt tuổi tác, giới tính, trình độ, điều kiện trang bị công nghệ thông tin và rất nhiều cái đặc điểm phụ nữa tùy từ cái sản phẩm mình quan tâm. Thế và họ có những cái nhu cầu, có những công việc gì, hoạt động ra sao, quy trình nghiệp vụ thế nào, điều mẫu ra sao và có những khó khăn vướng mắc cụ thể gì. Nếu một giải pháp phần mềm được đưa đến thì các phần mềm đấy giúp giải quyết được cái gì để nâng cao được năng suất, năng lực của cái tổ chức và xã hội. Thế thì để am hiểu như vậy thì còn nên rất coi trọng cái nghề BA và một vị trí nữa rất liên quan đến là software designer, được gọi tắt là SD. Cái hai vị trí này thì phối hợp lại với nhau rất chặt chẽ trong cái giai đoạn mà mình gọi là giai đoạn định hình, tức là cái quá trình mà bắt đầu làm một cái sản phẩm mới. Hết giai đoạn định hình là lúc mà hai đội này đã đưa ra được cái UI của đội 2 rất là rõ ràng, chứng minh gọi là acceptance test, còn không bằng cách lăn xung quanh mà bằng cách chăm của đội 2 thì đấy rõ ràng là chúng ta sẽ làm ra một cái sản phẩm như thế nào và mình cho anh từng bước như thế nào. Như thế thì sẽ giải quyết được vấn đề gì nào. Thế ở hai vai trò này thì người bên làm business analyst là người mà chịu trách nhiệm và tìm hiểu cái cách thức vận hành của một cái đơn vị khách hàng tiềm năng mà sẽ sử dụng sản phẩm của visa và xác định cái nhu cầu tin học hóa của họ, xác định sản phẩm của mình để giải quyết cho họ khó khăn mắc gì, khâu nào như thế nào thì mới nâng cao được năng suất và chất lượng của họ. Thế còn bên supply designer thì là một người mà cũng có kỹ năng phân tích rất là tốt, nhưng phải kết hợp với cái user experience tốt nữa, cái và cái hiểu biết cái khả cái sự quen thuộc